Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua XDS RF 500, một dòng xe đạp đua thương hiệu XDS được trang bị bộ group chuyển động Shimano Tiagra, khung nhôm, vành nhôm cao bản, toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Và cái tông màu của em về là tông màu đen pha với màu cam, cực kỳ là thể thao và trẻ trung đẹp mắt. Rồi, các bác thấy toàn bộ phần khung đây của chiếc xe là nhôm, nguyên từ nhôm và đã được mài đi những cái mối hàn. Mài những cái mối hàn giả vân carbon như này, ra đường rất là đẹp. Khung viền cực kỳ bóng, sơn bóng. Do là xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là sẽ xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước dăm như này, không thể tránh khỏi. Còn nhìn về tổng thể thì chiếc xe này cũng còn giữ được cái độ mới và đẹp tương đối là tốt. Nhiều đi kia cũng có rất quen thuộc với các bác chơi xe đạp, thương hiệu rất là nổi tiếng về những chiếc xe đạp cấu hình cao, giá rẻ, chất lượng thì cũng cực kỳ là tốt. Bộ ni lông dẹp này, Santa là một thương hiệu, một loại phụ tùng mà sản xuất phụ tùng xe đạp riêng cho dòng xe XDS. Ni lông dẹp rất là đẹp, càng nhôm, vành nhôm cao bản cũng Santa theo xe luôn này. Toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc, cả chính hãng nguyên zin luôn. Tay lắc Tiagra, tay lắc 10x2 tương ứng với cả 10 tầng lip và 2 tầng đĩa cho 20 tốc độ khác nhau. Khung dẹp dây chạy âm sườn này, đùi Shimano trục rỗng, đĩa Tiagra, hai đề cũng Tiagra luôn, 10 lip 2 đĩa. Và dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xoay xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên 46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt 50 cm, thì xe phù hợp với các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến khoảng 1m72-73, 1m75 đi cũng vừa. Chuyển động cực kỳ mượt mà, các thứ chuyển động rất là trơn tru. Và chiếc xe đang có giá bán bên em là 11.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.